Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Coop. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, lối sống thiếu lành mạnh dẫn đến tế bào gan bị hư tổn, gây nên bệnh lý về gan. Nhiều người cần tìm địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh vì biết được cây thuốc này rất hiệu quả đối với các bệnh lý về gan. Ước tính tại nước ta, lượng người mắc bệnh về gan ngày càng tăng vọt. Mỗi năm trung bình có hơn 10.000 ca nhiễm bệnh mới và hơn 20.000 ca tử vong vì bệnh gan. Do vậy, đối với việc điều trị bệnh gan và chăm sóc sức khỏe lá gan, người bệnh cần chọn những phương pháp điều trị tốt nhất. Nhiều bệnh nhân cần tìm địa chỉ bán cây an xoa. Hiện nay, các bệnh nhân có mong muốn tìm thêm những loại thảo dược để điều trị các bệnh lý về gan và bảo vệ gan, điển hình như cây an xoa. Cây thuốc này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, tăng cường sức khỏe, chống oxy hóa cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Thế nhưng thị trường thảo dược hiện nay khá nhiều hỗn loạn, từ hàng giả, hàng thật, hàng kém chất lượng trà trộn cho đến mức giá thì cũng chênh lệch, giá trên trời cũng có. Nhưng vì chữa bệnh, người ta cũng phải tìm mua, nhưng họ vẫn luôn nghi ngại và lo lắng về chất lượng của sản phẩm. Địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín là điều mà các khách hàng đang tìm kiếm. Cây an xoa chữa bệnh phải là cây thuốc thật, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Tác dụng của cây an xoa đối với bệnh gan. Trong cây thuốc này có chứa các dược chất như acolot, favonot, một số loại enzyme mang đến tác dụng thanh lọc, giải trừ độc tố trong gan, thanh nhiệt gan, chống oxy hóa, dùng trong điều trị các bệnh lý về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, nóng gan, men gan cao, xơ gan, làm giảm những triệu chứng như vàng da, mẩn ngứa, đau bụng vùng gan, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vân vân, kháng ung thư, kháng khuẩn, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan, ức chế sự phát triển của khối u và di căn ung thư, giúp người bệnh thấy khỏe người, ăn uống được, ngủ ngon hơn. Địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Người bệnh đã rất mệt mỏi và khổ sở khi phải điều trị căn bệnh gan của mình, nay lại phải vất vả tìm được địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc mua nhầm cây thuốc giả, cây thuốc kém chất lượng sẽ khiến người bệnh tiền mất, tật mang, bệnh tình không được chữa trị kịp thời, nhanh chóng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Người bệnh cần tìm địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh thỏa mãn những tiêu chí sau. Cây thuốc phải là cây an xoa thật, không dùng cây thuốc giả, không pha trộn. Cây thuốc phải có chất lượng tốt, không bị mốc hỏng hay tẩm hóa chất. Có địa chỉ, cơ sở uy tín rõ ràng, càng nhiều năm kinh doanh càng tốt. Người mua có thể đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn sản phẩm. Nếu giao hàng tận nơi, phải cho kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Bạn còn đang phân vân địa chỉ bán cây an xoa tại thành phố Hồ Chí Minh, hãy tham khảo và chọn lựa sản phẩm tại Nguyễn Trần Coop. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm, uy tín và đảm bảo hài lòng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Coop để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.